hiện tại trên thị trường có rất nhiều loại serum balance. Mỗi loại phù hợp với từng loại da khác nhau, nên bạn nhớ tìm hiểu kỹ để mua đúng loại hợp với da bạn mới không bị tác dụng phụ, như nổi mụn hay kích ứng da. Chưa kể là có nhiều loại hàng giả khác nhái theo hàng chính hãng nữa. Nên bạn nhớ cẩn thận nhé. Trong video bên dưới, shop mình sẽ giới thiệu nhiều loại serum balance cho bạn dễ lựa chọn nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Có nhiều mẫu mã serum balance khác nhau, mỗi loại thích hợp với từng cơ địa da nữa. Ngoài dòng serum balance vitamin C, còn có serum balance niacinamide, được xem là dòng sản phẩm thuộc top những sản phẩm trị thâm mụn, làm sáng da, giúp cải thiện kết cấu da và thúc đẩy làn da khỏe mạnh. Ngoài ra còn giảm dầu thừa, giúp lỗ chân lông được thu nhỏ lại, mùi hương dịu nhẹ không gây kích ứng. Tiếp theo là serum balance hyaluronic, cũng là một trong những dòng sản phẩm của serum balance với công dụng dưỡng ẩm tốt cho da. Như các bạn đã biết, hyaluronic là một thành phần dưỡng ẩm giữ ẩm tuyệt vời. Với sản phẩm này, da bạn sẽ được cấp ẩm mỗi ngày, cho da căng bóng tràn đầy sức sống hơn. Bên cạnh đó, còn có một loại sản phẩm được xem là sản phẩm mới nhất của nhà Serum Balance, đó là Serum Balance Collagen. Với nhiều thành phần quý giá giúp dưỡng ẩm hoàn hảo, làm mịn da, làm chậm quá trình lão hóa của da và giúp cải thiện các vấn đề về nếp nhăn, chân chim. Ngoài thị trường hàng giả nhái nhiều lắm, nên bạn cũng cần nhớ tìm hiểu kỹ trước khi mua hàng nhé. Serum Balance Vitamin C hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán Serum Balance Vitamin C hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới, để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.